Chào các bạn, Minh Châu đi làm về. Bây giờ là đang đứng trước cổng của cái hãng mà Minh Châu làm cách đây cũng cho tới bây giờ cũng khoảng 17-18 năm rồi. Ráng làm thêm mười mấy năm nữa là về hưu. Cái hãng này của Minh Châu làm là người ta sản xuất những cái dây băng rồi cái dây để cho các loại xe hơi đó các bạn, dây an toàn đó, hay là những dây thun may đồ hiệu, rồi một số dây băng cho ngành y khoa. Cái tòa nhà này là một trong cái tòa nhà để cho công nhân người ta họ có nhà họ ở. Hãng này thì nó cũng có gần 150 năm rồi các bạn, cũng lâu lắm rồi. Hiện giờ là của người Đức và nó có nhiều chi nhánh ở những nước khác. Đây là một cái đập thủy điện nhỏ. Đây là một cái đập thủy điện nhỏ. Ngày xưa đó thì người ta dẫn nước vào chỗ này để cho những cái động cơ cho cái nhà máy này nó hoạt động đó các bạn. Và bây giờ thì người ta dùng điện cho nó hoạt động rồi, nhưng mà cái đập thủy điện này họ cũng vẫn chỉnh sửa lại và để chế tạo ra, sản xuất ra điện và hòa vào cái dòng điện chung của đất nước đó các bạn. Mỗi ngày Minh Châu đi làm đi ngang qua cái cầu này. Đó, đây là cái đập thủy điện ngày xưa để cho cái nhà máy của Minh Châu đang làm đó nó sử dụng. Cái này là họ chỉ chặn lại một cái dòng suối nhỏ thôi. Đó, sau khi nước nó chảy qua cái mấy cái motor đó thì bây giờ là nước nó chảy ra đây và nó chảy tiếp ra cái dòng suối. Đẹp không các bạn? Đó, đơn giản vậy thôi. Trên đường đi về nhà hay là đi làm thì Minh Châu hay đi đường tắt lắm. Đi đường rừng đó, đường rừng là nó như thế này nè. Có đồng ruộng, cây cối, không có xe hơi. Do vậy nó rất là an toàn. Mình ngắm cảnh thiên nhiên nữa. Cái hoa tím tím này người ta dùng để làm khu này là nhà nhỏ để cho những người ở thành phố mùa hè họ ra đây họ nghỉ ngơi giống như cái trại vậy đó. Đó, và đây là cánh đồng hoa cúc, hoa để người ta làm nhà ăn đấy. Hôm nay thì nó nở vàng đẹp rồi. Bên dưới là đường xe đạp. Sau cái bụi cây mấy xa xa kia là một cái dòng sông. Dòng sông đó thì nước cũng chảy từ những cái hồ mà Minh Châu cũng đã có những lần kể cho các bạn nghe đó. Những cái hồ trên núi cách đây cũng từ 50 cho tới 100 cây số. Mấy xa xa các bạn thấy có một cái chòi. Cái chòi đó là những người thợ săn đó các bạn. Họ ngồi trên đó, họ săn bắn những con thỏ hay là những con nai. Tới mùa mới được săn bắn và ai muốn săn bắn là hình như cũng phải đăng ký này kia hết chứ không phải bắn tùm lum hết. Và đây là một cái bờ đê. Bờ đê này để là khi mà có nước nó ngập á, thì là nó không có tràn vào trong thành phố hay là trong cái khu dân cư ở mấy sau những cái bụi cây này. Nhưng mà Minh Châu thấy cũng chẳng có nước cũng chẳng có ngập bao giờ hết, nhưng mà họ làm cũng kiên cố lắm. Trên cái bờ đê này thì người ta đi bộ, chạy bộ. Còn ai muốn chạy xe đạp thì chạy bên dưới đây. Ok.
Chào các bạn ha, giờ mình chào đi về. Chúc các bạn vui.